Nhật Bản bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mới, đảng cầm quyền được thiết lập, sau khi cựu thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát, các cử tri Nhật Bản đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội mới sáng chủ nhật, mùng 10 tháng 7, Đảng dân chủ tự do LDP đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Nhân viên văn phòng Mika Ito, 55 tuổi, cho biết cô đến bỏ phiếu với hy vọng rằng cuộc bầu cử này có thể khiến những gì Abe đã làm cho đất nước trở nên đáng giá. Các cuộc bầu cử cho các ghế trong thượng viện ít quyền lực hơn của quốc hội thường được coi là một cuộc trưng cầu dân ý đối với chính phủ đang ngồi và các cuộc thăm dò dư luận trước vụ ám sát đã cho thấy một thể hiện mạnh mẽ đối với khối cầm quyền do Thủ tướng Fumio Kishida, một người ủng hộ Abe đứng đầu. Các cuộc bỏ phiếu đã mở lúc 7 giờ sáng, 2.200 GMT vào thứ Bảy và sẽ kết thúc lúc 8 giờ tối, 1.100 GMT.